Audi Z4X mang đến cho những người mua xe điện tiềm năng những gì họ muốn: một chiếc xe điện giống như một chiếc Toyota. Toyota BZ4X 2023 có thể có một cái tên ngu ngốc và một khuôn mặt kỳ quặc, nhưng nó vẫn là một chiếc SUV chạy điện êm ái, thoải mái, mang lại cảm giác như một chiếc Toyota. Tôi luôn nói rằng sự quen thuộc tạo ra sự thoải mái khi khiến những người lái xe lâu năm cân nhắc một chiếc xe điện, và theo nghĩa đó, BZ4X đã sẵn sàng để thực hiện một số công việc. Các bộ phận kỳ quặc nhất của BZ4X đều được lắp phía trước, theo nghĩa đen và nghĩa bóng, chiếc xe ngày càng trở nên bình thường hơn khi bạn vượt qua ấn tượng đầu tiên. Cản trước lõm tạo cho BZ4X một vẻ ngoài giống chim, nó cũng có rất nhiều lỗi như một con chim, trong khi chắn bùn màu nhạt chảy ra khắp phía trước. Giống như ai đó đã không thay đổi độ nhạy của công cụ tô màu của Photoshop. Nó có thể trông khá kỳ lạ trong các bức ảnh, nhưng mọi thứ diễn ra khá tốt trong người. 2023 Toyota BZ4X là một chiếc SUV điện êm ái, thoải mái, sự kỳ lạ vẫn tiếp tục khi mở cửa. Nội thất của BZ4X rất táo bạo đối với một chiếc Toyota, với cụm đồng hồ được đẩy đến vị trí giống như hút. Bảng điều khiển dài bọc vải và bảng điều khiển trung tâm kiểu Brobdingnagel tích cực nhô lên để đáp ứng màn hình thông tin giải trí lớn. Đó là một bố cục rất thú vị cho người lái xe, nhưng không khó để làm quen. Chỉ cần cầm vô lăng cỡ xe hơi đó, hướng nó vào nơi có cảm giác như rốn của bạn và bốp là chú của bạn. Tôi thích việc sử dụng vải có kết cấu trên bảng điều khiển và ghế giả ra tạo cảm giác thoải mái, nhưng có rất nhiều nhựa cứng trong suốt. Lớp hoàn thiện màu đen bóng trên bảng điều khiển trung tâm cũng gây khó chịu dưới ánh nắng trực tiếp vì nó liên tục cố gắng tạo ra một lỗ hổng trên võng mạc của tôi. Kính râm nên đi kèm với mỗi lần mua hàng. Như bạn có thể mong đợi từ một chiếc SUV mang huy hiệu Toyota, BZ4X mang đến tính thực dụng vượt trội. Các túi cửa rất sâu và có dung tích. Và điều tương tự cũng có thể được nói đến đối với tấm chắn rất lớn bên dưới cần số. Bộ sạc không dây có không gian dành riêng cho nó, điều này rất tốt. Vì dung lượng lưu trữ dưới bệ tì tay trung tâm bị hạn chế một cách đáng ngạc nhiên. Hàng ghế sau cung cấp khoảng không trên đầu chắc chắn và chỗ để chân tuyệt vời. Di chuyển ra xa hơn về phía sau. Khu vực chứa hàng 27,7 feet khối rộng rãi và không có các phần lồi lõm cản trở việc xếp dỡ. Trong khi nó đủ lưu trữ cho một gia đình và nhiều hơn những gì bạn nhận được từ một chiếc Hyundai Ioniq 5 27,2 feet khối hoặc Kia EV6 24,4 feet khối. Toyota thua kém Ford Mustang Mach 29,7 feet khối và Volkswagen ID.4 30,3 feet khối. Một khi BZ4X xuống đường, tất cả độ lệch tâm đó sẽ biến mất trong nền. Nhờ trọng tâm thấp và lượng giảm xóc và hông lốp phù hợp, chuyến đi của BZ4X gần như mượt mà như Lexus, ngay trên chiếc crossover Livenza cũng sang trọng. Khả năng hiển thị tốt và tiếng ồn bên ngoài được che đi nhưng không bị loại bỏ hoàn toàn. Chắc chắn tay lái không có sức sống, nhưng nó đủ phản hồi và đường kính bánh xe nhỏ hơn không gây cảm giác lúng túng. Tay ga rất dễ thao tác và trong khi tôi đánh giá cao khả năng tăng cường phanh tái tạo, tôi thực sự ước có một chế độ một bàn đạp thực sự. Khi nó vẫn còn giảm 5 dặm một giờ cuối cùng là còn lại của chính bạn. Ở dạng hoàn thiện nhất, BZ4X cung cấp hệ dẫn động tất cả các bánh từ hai động cơ điện, một động cơ trên mỗi trục tạo ra công suất thực 214 mã lực và momen xoắn 248 pound-feet. Mặc dù những con số đó không chính xác nhảy ra khỏi trang, nhưng momen xoắn điện tức thời của Toyota có nghĩa là vượt qua và các thao tác khác được thực hiện một cách dễ dàng. Chuyển sang chế độ Eco của EV sẽ làm giảm phản ứng ga một chút, nhưng vì tôi không bao giờ thấy mình muốn nhiều hơn, nên đó là chế độ ưa thích đối với tôi. Việc khai thác từng chút hiệu suất từ pin là cần thiết vì trái tim điện của BZ4X ở một khía cạnh nhỏ. Các mô hình AWD có gói 72,8 kWh, tương đương với phạm vi EPA ước tính nhỏ là 228 dặm trong phiên bản XLE và 222 dặm trong phiên bản Limited. Cấu hình một động cơ,
dẫn động cầu trước có sẵn trên cả hai phiên bản, và trong khi công suất thấp hơn ở 201 mã lực và nó tăng phạm vi hoạt động lên 252 dặm XLE hoặc 242 giới hạn. Kể từ thời điểm tôi ngồi sau tay lái, tôi muốn nói rằng các ước tính AWD là khá ngang bằng. Máy tính trên bo mạch cho thấy hiệu suất tổng thể khoảng 3,5 dặm kWh. Về những gì tôi đạt được trên Hyundai Ioniq 5 EVS rõ ràng kém hiệu quả hơn ở tốc độ cao hơn, nơi cần có sức mạnh ổn định hơn để chống lại không khí và những nỗ lực trên đường cao tốc của tôi. Dẫn đến việc đọc khoảng 2,0 dặm 1 kWh. Một lần nữa, đó là về những gì tôi nhận được trong Ioniq 5, nhưng tin nhỏ của Toyota có nghĩa là một chút lo lắng về phạm vi trong những chuyến đi dài hơn. Khi đến lúc phải sạc, tôi lại tiếp tục ước ao thêm một số lần nữa. Hóa chất pin AWD của BZ4X sẽ chỉ chấp nhận sạc nhanh 100kW DC, ít hơn so với các đối thủ khác cung cấp. Việc chuyển sang cấu hình FWD sẽ thay đổi tính chất hóa học của pin, và trong chiêu bài đó, pin có thể tiêu tốn tới 150kW. Điều đó gần với những gì bạn sẽ tìm thấy từ Ford hoặc Volkswagen. Nhưng nó nhạt nhòa so với cặp song sinh anh em từ Hyundai và Kia chạy kiến trúc 800V và đẩy tốc độ sạc tối đa lên đến 225kW. Nếu bạn sạc tại nhà thông qua hộp treo tường cấp 2, dự kiến khoảng 11 giờ để chuyển từ rỗng đến đầy, chỉ cần cắm điện khi bạn đi làm về và đến sáng là mọi thứ sẽ sẵn sàng hoạt động. Rất may, công nghệ cabin của Toyota BZ4X cảm thấy tiên tiến hơn một chút so với phần cứng điện. Một màn hình rộng 12,3 inch honking chạy phiên bản mới nhất của hệ thống thông tin giải trí của Toyota. Được phát triển trong nhà và cũng có thể được tìm thấy trong xe bán tải Tundra mới. Rất may, công nghệ cabin của Toyota BZ4X cảm thấy tiên tiến hơn một chút so với phần cứng điện. Một màn hình rộng 12,3 inch honking chạy phiên bản mới nhất của hệ thống thông tin giải trí của Toyota. Được phát triển trong nhà và cũng có thể được tìm thấy trong xe bán tải Tundra mới, cũng như Lexus NX và AZ mới. Đó là một hệ thống tuyệt vời, với bố cục thông minh và tích hợp Google Maps. Mặc dù cấu trúc menu có thể mất một số thời gian để làm quen, Apple CarPlay không dây và Android Auto là tiêu chuẩn, nhưng chúng vẫn có thể chạy qua cổng dữ liệu USB duy nhất trong bảng điều khiển trung tâm. Nếu không, mỗi hàng có một cặp cổng USB-C chỉ cấp nguồn để luôn ở vị trí đầu. Tôi nghĩ rằng màn hình đồng hồ đo được gắn trên cao sẽ mất một số thời gian để làm quen, nhưng vì nó chỉ là một sợi tóc thấp hơn chiều cao hút thông thường. Nó, trong khi Toyota BZ4X 2023 có thể có kích thước giữa RAV4 và Highlander, giá của nó bắt đầu cao hơn một chút. Một chiếc XLE cơ sở với hệ dẫn động cầu trước sẽ trả lại cho bạn $43,215, bao gồm $1,215 cho điểm đến, với phiên bản Limited nâng nó lên tới $47,915. Đó là với FWD một động cơ, bạn nhớ. Thêm động cơ kép AWD thêm khoảng $2,000 cho một trong hai trang trí. Người thử nghiệm của tôi được tải khá tốt ở mức $52,050 khi xuất xưởng, bao gồm $350 cho ghế sau có sưởi và máy bơm nhiệt, $580 cho nâng cấp âm thanh JBL, một cánh lướt gió $200 và $425 cho màu sơn trắng. Trên thực tế, mọi màu không phải màu đen đều tốn thêm chi phí, điều này thật ngu ngốc. Đừng để ấn tượng ban đầu vui nhộn khiến bạn lạc lối. Toyota BZ4X 2023 tập trung vào tính thực dụng và sự thoải mái, khiến toàn bộ gói hàng không giống như một chiếc xe điện có huy hiệu Toyota mà giống một chiếc Toyota với hệ thống truyền động điện. Cảm giác chính xác như bạn mong đợi, điều này đối với Toyota sẽ đi một chặng đường rất dài. Tôi chỉ ước nó có pin có thể sử dụng một quãng đường rất dài. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.